Rạng sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, cộng đồng tiền mã hóa cực kỳ xôn xao trước thông tin CZ, CEO của Sen Binance chính thức từ chức vị trí giám đốc điều hành. CZ, một cái tên không hề xa lạ đối với thị trường tiền mã hóa, thậm chí đây là người được ví von như là người đàn ông quyền lực nhất trong thị trường tiền mã hóa, bởi vì chỉ cần một lời nói từ ông thôi là cả thị trường đã rúng động và có rất nhiều sự thay đổi rồi. Đơn cử như việc Sam Bankman-Fried đã phải hầu tòa với rất nhiều cáo buộc phạm tội tại tòa án tối cao Mỹ, và một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều này cũng bắt nguồn từ việc CZ đã tweet rằng Binance sẽ thanh lý toàn bộ khoản đầu tư vào FTT, khiến cho giá token này giảm mạnh và từ đó FTX sụp đổ. Vào cuối tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thương thảo với sàn giao dịch tiền mã hóa Binance về việc đóng phạt 4 tỷ USD, đổi lại thì giới chức Mỹ sẽ ngừng quá trình điều tra sàn giao dịch này. Tuy nhiên, CEO Sàn Binance là ông Changpeng Zhao, hay còn gọi là CZ, vẫn sẽ bị cáo buộc hình sự liên quan đến 3 tội danh về gian lận ngân hàng, rửa tiền và vi phạm cấm vận tài chính. Được biết, trong thời gian này thì CZ vẫn đang ở tại Dubai, UAE, nơi không có luật dẫn độ Mỹ. Nếu Binance chấp nhận đóng phạt 4 tỷ đô thì có thể nói đây được coi là một trong những khoản đóng phạt lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đã điều tra sàn Binance từ năm 2020 với cáo buộc rửa tiền, song đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo trạng chính thức nào. Hồi cuối năm 2022 thì đã xuất hiện thông tin là các công tố viên đang lưỡng lự với những chứng cứ thu thập được. Một số thì cho rằng những chứng cứ này đã đủ để truy tố tội Binance, nhưng mà còn một số khác thì cho rằng vẫn chưa đủ và cần thu thập thêm bằng chứng. Bên cạnh đó thì Binance còn đang bị hai cơ quan quản lý tài chính khác của Mỹ là Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn CFTC kiện vào tháng 3 năm 2023 và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC kiện vào tháng 6 năm 2023 với những cáo buộc nghiêm trọng về sai phạm trong khâu quản lý và niêm yết các đồng tiền mã hóa bị xem là chứng khoán. Tuy nhiên vào lúc đó thì Sam Binance và cả CEO Changpeng Zhao CZ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc Bộ Tư pháp Mỹ bắt sàn đóng phạt 4 tỷ đô để hòa giải. Vào rạng sáng hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2023, theo tờ Wall Street Journal và Forbes, CEO Changpeng Zhao của Sam Binance hay còn gọi là CZ sẽ chính thức rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của sàn giao dịch này, đồng thời nhận tội vi phạm yêu cầu chống rửa tiền trước tòa án liên bang Seattle. Đây được xem là một phần của thỏa thuận 4 tỷ đô mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ đã đưa ra gần đây. Binance sẽ chấp nhận trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ đô để hạ màn vụ kiện với Bộ Tư pháp Mỹ trong vòng 15 tháng tới. Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố sau đó, thì Binance đã bị chính quyền Mỹ buộc 3 tội danh sau. Thứ nhất, đó là âm mưu tiến hành và quản lý hoạt động chuyển tiền chưa qua đăng ký. Thứ hai, đó là vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng, quy định thương mại liên bang và quốc tế của Mỹ. Và cuối cùng, đó là vi phạm quy định cấm vận tài chính của Mỹ. Cá nhân CZ thì sẽ phải nộp phạt lên đến 50 triệu đô và bị cấm tham gia điều hành Binance trong vòng 3 năm kể từ thời điểm được chỉ định. Tuy nhiên, thì CZ vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của sàn giao dịch Binance. CEO Binance CZ sau đó đã đưa ra thông báo từ chức chính thức trên ngay trang cá nhân Twitter của mình. CZ thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm và giờ phải chịu trách nhiệm. Việc rời bỏ Binance là điều khó khăn nhưng là đúng đắn và tốt nhất cho sàn và cho cộng đồng. CZ cho biết sẽ dành thời gian sắp tới để nghỉ ngơi, chưa có ý định xây dựng một doanh nghiệp khác mà thay vào đó sẽ chỉ đầu tư vào một số dự án blockchain, Web3, DeFi, AI và Biotech. Ông cũng tự hào tuyên bố rằng, qua thỏa thuận với chính quyền Mỹ, Binance không hề bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích tiền của người dùng, cũng như có những hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa. Như vậy, sàn vẫn cam kết đảm bảo bảo vệ người dùng. Và một thông báo chính thức nữa, đó là ngay sau khi CZ rời bỏ vị trí giám đốc điều hành, tân CEO, người giữ vị trí giám đốc điều hành mới của Sam Binance lúc này chính thức đó là ông Richard Tung. Và ngay sau đó thì Richard Tung cũng có một tweet trên Twitter cá nhân của mình cam kết sẽ giữ vững Sam Binance trở nên vững mạnh và xứng đáng là một sàn tin tưởng bởi 150 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ông Thân cho rằng, trong thời gian tới, mục tiêu của Sam Binance dưới thời ông Thân sẽ là củng cố niềm tin của khách hàng vào sàn, hợp tác với giới chức toàn cầu để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực Web3. Theo thỏa thuận với chính quyền Mỹ, ông Changpeng Zhao vào ngày 21 tháng 11 theo giờ Mỹ đã trình diện trước tòa án Seattle nhận tội với tội danh không áp đặt quy định chống rửa tiền. Thẩm phán đề nghị thời điểm tuyên án với ông Changpeng Zhao sẽ là ngày 23 tháng 2 năm 2024, dù có thể sẽ bị trì hoãn thêm, cựu CEO Binance có thể đối mặt với mức án đó là 18 tháng tù. Ông Zhao đề nghị trong thời gian chờ tuyên án được phép quay trở lại Dubai để đoàn tụ cùng gia đình, cam kết sẽ quay trở lại Mỹ để chịu tội khi tòa có phán quyết. CZ đã chia sẻ trước tòa rằng, tôi muốn nhận trách nhiệm và kết thúc chương này của cuộc đời mình, tôi sẽ trở lại, nếu không tôi đã không có mặt ở đây vào ngày hôm nay.
Nhà sáng lập Binance sau đó đã xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh là 175 triệu đô. Tính đến trưa ngày 22 tháng 11, giá token BNB đang có tín hiệu phục hồi kể từ cú giảm sâu trong rạng sáng cùng ngày về 224 đô sau khi giới chức Mỹ xác nhận khoản phạt lịch sử đối với Binance. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, trong 24 giờ gần nhất đã có hơn 800 triệu USD bị rút khỏi Binance. Tuy nhiên thì Binance vẫn đang nắm giữ 67 tỷ đô tài sản khách hàng và giữ vững vị thế là sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Đối thủ gần nhất với sàn Binance là OKX thì chỉ có gần 12 tỷ đô tài sản và ghi nhận 150 triệu đô nạp lên sàn trong những giờ qua. Về phía cộng đồng thì có rất nhiều người chia sẻ bày tỏ sự tiếc nuối cũng như là cảm ơn CZ trong suốt thời gian qua đã điều hành sàn giao dịch Binance. Có hàng loạt trạng thái chia sẻ trên Twitter để bày tỏ sự cảm ơn cũng như là sự tiếc nuối với CZ. Có thể kể đến những tên tuổi lớn như là Brian Armstrong là CEO của sàn Coinbase hay là Justin Sun. Từ khóa BNB CZ cũng đạt top trending trên nền tảng X với hơn 5.000 bài viết. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nếu Binance không còn CZ nữa thì liệu sẽ như thế nào? Hay liệu Binance còn giữ cương vị là sàn giao dịch top 1 thế giới nếu không còn CZ hay không? Vân vân, thì mình nghĩ những câu hỏi đó vẫn chưa thể có câu trả lời và không ai có thể trả lời được, bởi vì nhiều người vẫn còn rất sốc vì thông tin Binance không còn CZ là CEO nữa mà thay vào đó là Richard Tung. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ về thông tin này như thế nào? Có thể cho mình biết bên dưới phần comment, suy nghĩ và bình luận của các bạn về thông tin trên nha. Riêng bản thân Jenny thì Jenny vẫn rất tin tưởng và ủng hộ Richard Tung cũng như là những định hướng phát triển sắp tới của sàn giao dịch Binance với tư cách một người dùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn những video sau của Con Số 8 TV nha. Bye bye.